Vâng ạ, như đã giới thiệu thì có mặt trong trường quay của chúng ta lúc này là sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, sẽ là người mà cùng chia sẻ về vấn đề mà chúng tôi đề cập và bàn luận trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, và trước khi chúng ta đến với phần trò chuyện chính thì tôi cũng muốn hỏi chuyên gia Trịnh Hòa Bình là nhìn cái hình ảnh này thì cũng có đoán được đây là ở đâu không ạ? Đầu tiên thì tôi cảm nhận rằng đây chắc là Sài Gòn. Vâng. Nếu mà Sài Gòn mà nhìn kỹ chút nữa thì đây là Sài Gòn về đêm. Yeah. Và hình như là khu phố Nguyễn Huệ nay lên thành Thánh Hoa hết. Nay được xem như là không phải xem mà trên thực tế là khu phố đi bộ của thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, đúng như là chuyên gia vừa mới chia sẻ là những hình ảnh về con phố Nguyễn Huệ vốn được xem là khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ, nơi mà người ta vẫn thường nói là nếu mà đặt chân tới Sài Gòn thì nhất định là phải tới phố Nguyễn Huệ, cũng như là nếu mà bạn tới thủ đô Hà Nội thì nhất định là bạn phải tới phố đi bộ Hồ Gươm. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi mà chỉ cách đây một tháng thôi vẫn còn náo nhiệt, sôi động và là điểm đến của người dân thành phố cũng như là khách du lịch. Tới con phố này để đi dạo, để thưởng thức văn hóa đường phố, tôi thì nghĩ rằng là có một thứ âm thanh rất là phổ biến và tạo nên cái sự sôi động của các con phố đi bộ, đó chính là những ban nhạc có tên là ban nhạc kẹo kéo đường phố, với những bài hát rất là thân thuộc, hiện hữu trong đời sống hàng ngày. Âm thanh đó thì trở nên quen thuộc đến nỗi mà chỉ cần tới đầu phố đi bộ thôi là chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra ngay tiếng loa rè rè lẫn trong âm thanh là bác ơi mua kẹo kéo giúp con, đúng không ạ? Chắc là anh Cường ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhiều thì cũng rất là quen thuộc với những cái âm thanh như thế này. Vâng ạ, trong khi mà thành phố Hồ Chí Minh cũng như mà thành phố Hà Nội của chúng ta đang thực hiện các cái chỉ thị giãn cách xã hội thì những cái ban nhạc đường phố ấy giờ đây cũng đã trở nên vắng bóng hơn rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem một cái đoạn clip ngắn sau đây về những ngày mà các con phố còn sôi động nhờ có các ban nhạc kẹo kéo năm xưa. Ngày mai đám cưới anh bán cà lem nuôi em, anh bán cà lem hai thùng một ngày, bữa nào bạn để hai đứa mình ăn nha em, ăn hoài mà không hơn. Đây là hình ảnh vẫn thường thấy trên các con phố của Sài Gòn khi chưa xuất hiện dịch bệnh Covid-19. Những người hành nghề hát rong còn được gọi với cái tên vui nhộn là kẹo kéo đường phố. Nhờ giọng hát và những điệu nhảy vui nhộn, những kẹo kéo đường phố từ đó thu hút khách hàng mua sản phẩm của mình. Nếu như những ban nhạc kẹo kéo từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của các thành phố lớn, đem tiếng hát với chiếc loa kéo phục vụ người dân trong khắp các ngõ ngách, thì phố đi bộ ra đời như một nơi giải tỏa niềm đam mê nghệ thuật của đủ các lứa tuổi. Từ những ban nhạc của các cô bác trung niên, cho tới những vũ điệu đường phố, sự hòa trộn sắc màu văn hóa khiến bất cứ ai tới những con phố đi bộ như Hồ Gươm hay Nguyễn Huệ đều tìm được cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời. Vâng, khi mà xem những cái hình ảnh này thì cũng thấy hơi man mát buồn một chút, bởi vì tôi nhớ là cách đây không lâu thôi, cứ mỗi buổi tối cuối tuần là tôi lại cùng với những người bạn của mình đi ra những cái con phố đi bộ, và quả thật là cái việc mà chúng ta thưởng thức cái không khí này cũng như là những cái món ăn đường phố và thưởng thức nghe những cái ban nhạc kẹo kéo mà chúng ta vừa mới chia sẻ là một cái điều mà không thể thiếu được đối với những cái người trẻ và thậm chí là những cái người mà đã lâu năm ở những cái thành phố lớn rồi. Và không biết là Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình thì nghĩ sao về những ban nhạc mà chúng ta vẫn nói rằng là đây là cái ban nhạc mà tạo nên cái bản sắc rất là đặc trưng của những con phố đi bộ ạ? Vâng, tôi cũng đã có những dịp được sống trong cái không gian buổi tối của cái thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ kiểu như thế này. Tôi đã được mục kích cái sự ồn ào náo nhiệt cùng với cả cái tiếng loa kẹo kéo mà như bạn vừa mô tả là nó rè rè, nhưng thú thật là có một cái gì đó nó rộn rã thân thương, tạo nên một cái sự ồn ào náo nhiệt để cho con người ta cảm thấy nao lòng. Đồng ý rằng là thời gian gần đây chúng ta thấy người ta bắt đầu phàn nàn nhiều hơn về cái sự lạm phát của loa kẹo kéo ở chỗ này chỗ khác. Nhưng mà thú thật rằng là với cái âm thanh của tiếng loa kẹo kéo, những cái sinh hoạt kiểu như thế của đường phố Hồ Chí Minh về đêm mà đã có dịp chúng tôi đã được mục kích thì thấy rằng là nó rất là đáng nhớ. Nó thấm vào trong tâm khảm chúng ta và thấy rằng dường như nó là những thành tố nhất thiết phải có tạo nên một cái văn hóa, một cái dáng nét của cái thành phố sôi động này.
Rõ ràng là khi mà dịch bệnh Covid-19 kéo tới trong những ngày này thì quả thật bản thân tôi, chị Tú Anh hay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cũng sẽ nhớ rất nhiều về hình ảnh của những con phố sôi động ở Bùi Viện tại hiện Hà Nội của chúng ta, rồi những cái âm thanh ồn ào náo nhiệt dường như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nó cũng đã chia sẻ, đó là nó đã tác động đến cái tâm lý của con người, đúng không ạ? Và phải chăng nếu như mà cái tình hình cứ dịch bệnh cứ kéo dài như thế này hoài thì những cái tiếng động ấy nó sẽ không còn nữa, nó sẽ vắng bóng đi, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý, cái nhịp sống của mình nó cũng trở nên chậm rãi, nó nhẹ nhàng hơn. Điều này có đúng hay không thưa ông? Tôi nghĩ rằng là khi vắng bóng đi những cái âm thanh kiểu như thế, vắng đi những âm thanh náo nhiệt, ồn ào, thân thương như thế, thì không chỉ là người ta thấy nó chỉ là câu chuyện sống chậm đâu, chỉ là câu chuyện tĩnh lặng đâu, mà đằng sau đấy còn kể cả một cái sự hẫng hụt để khi con người ta vẫn đối diện những gì đã trở thành quen thuộc, trở thành thân thiết. Và tôi dám chắc rằng là không phải là cái câu chuyện người ta tự nguyện một cách tự nguyện tự nhiên như nhiên để có thể vắng bóng. Đây là những đòi hỏi, đúng là như các anh các chị đã nói, trong cái mùa Covid này thì Thành phố Hồ Chí Minh đang phải thực hiện cái chủ trương theo cái tinh thần chỉ thị 16 của chính phủ là giãn cách xã hội ở mức độ triệt để. Tôi thấy là có lẽ chưa bao giờ cao như thế nữa, thậm chí còn phải là không được phép tụ tập người dân dưới bất cứ hình thức nào mà đến quá 2 người. Và chắc chắn rồi, những âm thanh kiểu như này, những cái đội hình hành tiến để hành nghề mưu sinh với những cái hoạt động rất là bình dị như thế này sẽ vắng bóng, và chắc chắn là không phải là ngày 1, ngày 2. Tôi nghĩ rằng là nó không phải ngày 1, ngày 2. Và điều này đằng sau đấy là cả câu chuyện mưu sinh của người ta nữa, chứ không phải chỉ là câu chuyện thỏa mãn cho được chúng ta hay không cái về nhu cầu hưởng thụ văn hóa. Vâng, thật ra thì chúng ta, một số người thì sẽ thấy rằng là những cái tiếng loa kéo này thì đôi lúc hơi ồn ào một chút, hơi phiền phức một chút. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhìn vào những cái khía cạnh tích cực, đặc biệt là những cái lúc mà thành phố đang gặp những cái biến động về dịch bệnh như thế này, chúng ta lại càng thấy những cái âm thanh đó trở nên quen thuộc mà lại còn không thể thiếu đối với một số người, đúng không ạ? Tôi thấy rằng là không chỉ Việt Nam của chúng ta đâu, mà còn rất nhiều nước ở trên thế giới, những cái ban nhạc với những chiếc loa kéo này họ hiện hữu ở khắp mọi nơi, ở những con phố lớn, thậm chí là ở những cái góc đường nhỏ hay ở dưới những cái đường hầm cũng có luôn. Và tất nhiên đấy là cái công việc mưu sinh của họ, nhưng mà chúng ta cũng có thể khẳng định rằng là những cái ban nhạc với những chiếc loa kéo như thế này cũng chính là cái nét văn hóa tạo nên cái bản sắc, cái đặc sắc của từng thành phố, của từng nơi mà chúng ta đã đi qua để cho chúng ta nhớ đến, đúng không ạ? Vâng, tôi chia sẻ với những ý kiến, những hình ảnh này bởi vì tôi thấy rằng là ở ngay Australia thì một cái những cái thành phố văn minh hiện đại như vậy thì vẫn cứ có những cái tốp nhạc kiểu biểu diễn rất tùy hứng và rất trật tự, rất ồn ào như thế, để và người xem cũng rất là đông. Hay bên châu Âu vậy, những cái tốp nhạc của cái tộc người Sigan đi rất nhiều các cái vùng Trung Âu thì người ta cũng đã thấy, và người ta đã cái đó nó đã thấm vào trong trở thành một cái thứ sinh hoạt cộng đồng, và nếu nói mạnh hơn chút nữa dường như là trở thành cái bản sắc văn hóa. Thế còn ngay ở chúng ta chẳng hạn, chúng tôi thấy rằng là gần đây người ta bắt đầu phàn nàn và có nhiều cái quy định siết lại hơn đối với cái hiện tượng loa kéo khi nó trở thành quá đà, trở thành quá nổi cộm và tạo thành những cái gì đó mất trật tự và nó dường như nó kém văn minh. Xin được để chữ kém văn minh ở trong ngoặc kép ấy. Thế nhưng mà điều đó lại vô hình chung tôi thấy nó cũng buồn cười, trong khi thì chúng ta lại tìm cách khôi phục nó dưới dạng là những bảo tàng sống. Chẳng hạn như ở bên phía Tây Bắc thì người ta lại vẫn tổ chức những cái chợ để cho cộng đồng hay để cho chính những cái cư dân ở đô thị đó người ta được thưởng thức và người ta vẫn tán thưởng. Thế thì ở đây là cái câu chuyện là nó không có cơn cớ gì mà phải tiêu diệt nó cả. Nhưng ở đây thì lại đang có câu chuyện là do dịch, do những vấn đề đòi hỏi phải thực hiện cái triệt để cái giãn cách xã hội mà
thành phố chúng ta đã vắng bóng cái này, và tôi nghĩ là không phải vắng bóng ngày một ngày hai, điều đó tạo nên một cái sự hững hụt. Và đúng là nếu chỉ thuần túy bằng cảm nhận thì người ta bảo rằng là nếu một cái thành phố nó mất đi những cái sóng động, những âm thanh ồn ào thân thương, đôi khi nó có cả cái sự bận lòng như vậy, thì dường như sự sống nó đang bị đe dọa, dường như là cái sức sống nó đang bị rất những cái thách thức rất lớn. Dạ vâng ạ. Đằng sau một cái khu phố náo nhiệt thì đó là những cái phận đời mưu sinh, là nơi mà hàng ngày họ vẫn kiếm miếng cơm manh áo để nuôi sống một gia đình mình nữa. Hàng năm thì chúng ta vẫn phải chứng kiến một bộ phận không nhỏ người dân di cư từ khắp mọi nơi đến những thành phố lớn như là Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh để mà lập nghiệp. Từ khi dịch bệnh Covid-19 ập đến, họ cũng là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất, trong đó có cả những người ca sĩ đường phố. Họ cũng phải gác gánh hát nhỏ của mình lại để chuyển nghề khác và mưu sinh trong bối cảnh dịch bệnh. Vâng, thay vì cái vẻ náo nhiệt khi mà chưa từng xuất hiện dịch bệnh Covid-19 thì mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, rồi lại đến chỉ thị 16. Có lẽ là chỉ cách đây hơn một ngày khi mà chỉ thị 16 chưa có hiệu lực, những người lao động ở Sài Gòn vẫn phải mưu sinh. Đó là những người bán vé số, những người bán đồ ăn vặt, những người lao công vẫn ngày ngày phải làm đẹp cho đường phố dù trong bất kỳ một hoàn cảnh nào cả. Và cả những ca sĩ đường phố họ vẫn phải hát để trang trải cho cuộc sống của mình. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng tôi muốn chia sẻ đến chuyên gia Trịnh Hòa Minh cũng như là quý vị khán giả một câu chuyện xúc động trước khi có chỉ thị 16 ban hành áp dụng lần 2 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một ban nhạc của đôi Tri Kỷ Già hợp sức múa hát ở giữa Sài Gòn mùa dịch, mặc kệ ánh mắt người đời, miễn là còn gánh được cho cả gia đình. 15 giờ hàng ngày tại các ngã tư vòng quanh trung tâm Sài Gòn, người cầm mic hát bán vé số dạo, người còn lại vừa hát đệm theo, tay vừa gấp những con châu chấu bằng lá dừa để phục vụ khách qua đường. Hình ảnh này đã trở thành một phần quen thuộc với người dân Sài Gòn nhiều năm nay. Đó là ông Long Chế, 10 năm gắn bó với tiếng hát đường phố và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Còn ông Minh, một người thợ khéo tay với nghề thủ công, gấp các vật từ lá dừa. Họ đã gần 80 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn phải mưu sinh giữa tâm dịch. Họ từng là những người xa lạ, nghề lao động đường phố đã tạo ra mối nhân duyên cho họ gặp nhau và gắn bó với nhau thành tri kỷ. Những thanh âm trong trẻo từ tiếng hát của đôi bạn tri kỷ đã góp phần tạo nên một Sài Gòn sôi động. Vâng, xem xong phóng sự vừa rồi thì không biết là chuyên gia Trịnh Hòa Bình thì nghĩ sao về đôi bạn tri kỷ đấy ạ? Vâng, tôi thấy nếu nói chữ tình gọi đây một chút, đây giống như một cặp bảy trùng. Ca sĩ của đường phố xách cái loa thùng thân thương của ông ta, một cái ca sĩ mà đã đến ngoài 70 tuổi, chính xác là 76 tuổi, vẫn kiếm sống, mưu sinh bằng cái loa thùng của mình với cái giọng hát mà dường như trở nên bất tử. Thế rồi cái người cùng hợp sức, cùng phối thuộc đấy, với ông ấy lại là ông bạn già gấp các cái con giống bằng lá dừa nước chẳng hạn, thì dường như đấy là một cái sự không chỉ là cộng sinh thuần túy, nó là một sự phối hợp mà có cái gì nhịp nhàng, cái gì đó uyển chuyển và rất là giàu cái chất nhân văn. Nó cho con người ta thấy cái tình nghĩa của những cái người dân bình dị ở cái thang bậc của mức sống, là tôi có thể nói đây là nhóm yếu thế của xã hội mà người ta vẫn hành nghề, vẫn gồng gánh để có thể như trên chúng ta thấy là đã vẫn để nuôi sống cả cái gia đình bé nhỏ của họ bằng một cái niềm vui, bằng những cái âm hưởng mà họ vẫn đưa lại cho đời, bằng những cái kỷ niệm yên đẹp mà cái gì nó khắc rất sâu vào cái bản lĩnh, vào cái bản sắc văn hóa dân tộc cho cộng đồng, cho xã hội. Dạ vâng ạ, đó là cảm xúc của chuyên gia Trịnh Hòa Bình. Còn bản thân tôi đó chị Tú Anh, khi mà chúng ta nhìn những hình ảnh này thì tôi thực sự xúc động về cái tình bạn của họ với cái niềm say mê ca hát. Đúng là họ gắn bó với nghề một phần là vì mưu sinh, nhưng mà tôi cảm thấy sự hạnh phúc trong bức ảnh này. Họ đam mê họ hát, họ yêu cái nghề thủ công gấp con cào cào nè, rồi gấp những cái con phượng bằng lá dừa cho những vị khách qua đường. Nhưng có một điều xót xa, đó là trước khi có chỉ thị 16 Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách đó, khi mà bùng dịch đó, thì những người cao tuổi là cái đối tượng ưu tiên số 1 hạn chế đi lại.
nhưng mà hai chú Long và chú Minh của chúng ta vẫn phải mưu sinh. Có nghĩa là biết là dịch bệnh đó, nhưng mà cũng không thể nào hạn chế đi lại được, bởi vì họ vẫn phải kiếm sống hàng ngày. Dưới góc độ xã hội thì đó là một nỗi buồn hay là một cái điều mà chúng ta cần phải suy ngẫm? Từ bình diện xã hội thì những cái điều mà đưa lại chúng ta suy ngẫm đấy là nỗi đau, là cái sự quan ngại thì nói rất là khệnh khạng và chắc ẩn ban ơn. Chắc chắn đấy là một nỗi buồn mà lẽ ra tuổi ấy, nghề ấy không nên phải chồng lên đôi vai gầy già của họ cái gánh nặng mưu sinh. Mà cho nên tôi thấy rằng là khi nãy anh Việt Cường đã nói rất hay, tức là ở đây là niềm vui ca hát, niềm vui sáng tạo để đưa lại cho đời, chứ không chỉ là cái câu chuyện mưu sinh. Nhưng tiếc thay, đối với những cảnh đời như này, đó lại là câu chuyện mưu sinh. Cho dù rằng người ta vẫn cháy lên cái niềm đam mê ca hát, vẫn sống bằng một cái nội lực rất là mạnh mẽ để đưa cái đẹp, đưa cái hay, đưa lại cái không khí vui tươi cho cuộc sống. Đấy thì tôi nghĩ là... Vâng, chúng ta thấy rằng là những bài hát xưa cũ được vang lên trên một chiếc loa, và chiếc loa lại được đặt trong một cái thùng cũ, thùng cũ lại được đặt lên một cái xe máy cũ cũ. Và cái câu chuyện này cũng đã lặp đi lặp lại đối với chú Minh và chú Long 10 năm nay rồi. Các chú thì cũng đã gần 80 tuổi rồi. Thật ra thì trước cái chỉ thị 16 thì đây là một cái công việc mưu sinh, nhưng tôi nghĩ rằng là nó dường như là một cái việc gì đấy rất quen thuộc đối với các chú rồi. Nhưng mà đối với những người ở thành phố nữa, họ coi đây là một cái hơi thở hay là một cái bản sắc của thành phố. Nhưng mà bây giờ chỉ thị 16 cũng đã phải thực thi rồi, thì các chú cũng không còn được mưu sinh, được làm những cái công việc mà mình thật ra là một phần là yêu thích, một phần là để mưu sinh. Cũng giống như là thành phố cũng đã mất đi những cái điều gì đấy nó rất là thân thuộc, gần như là hơi thở vậy. Chuyên gia Trịnh Hòa Bình thì nghĩ sao ạ? Ngay cả trong trường hợp bác Long này ở với bác Minh kia cứ tiếp tục ra đường phố, thì với cái tinh thần chỉ thị này thì cũng đâu có người ra đường phố để nghe họ, để mua những cái đồ mà họ chế tác ra tại chỗ. Cái vấn đề là chỗ đó. Cho nên cái câu chuyện quan ngại, câu chuyện băn khoăn, câu chuyện chúng ta đau đời cho họ là ở chỗ đó, không chỉ thuần túy là niềm vui của họ phải tạm cất đi ít ngày. Và nhưng mà ở đây lại có câu chuyện khác. Như vậy thì không chỉ mình bác Long, bác Minh này mất đi cái nguồn thu nhập bằng cái kiếm sống đó, mà còn nhiều các cái nhóm cư dân khác cũng đang bị lấy mất đi cái phần thu nhập hiện tồn, hiện có, cho dù là nhỏ nhoi. Thế thì ở đây chúng ta vẫn thấy rằng là đã có câu chuyện là các cái gói an sinh của chính phủ có những cái sự trợ giúp, chúng tôi hy vọng là sẽ kịp thời, nhưng mà chắc chắn không phải có ngay lập tức được. Vậy thì ở đây cái điều mà tôi băn khoăn, cái điều mà tôi lo lắng ấy là làm sao để họ vẫn duy trì cái cuộc sống đó, vẫn để cho cái niềm vui kia tiếp tục được cháy lên khi có điều kiện. Đấy, thì đấy là cái điều mà tôi thấy băn khoăn, cái điều tôi quan tâm hơn. Vâng, và nói gì thì nói thì còn cuộc sống của hai chú nữa. Hai đôi bạn tri kỷ của chúng ta có lẽ là cũng sẽ không được gặp nhau trong cái thời gian giãn cách xã hội này. Họ sẽ nhớ đường phố, nhớ tiếng hát, nhớ những con cào cào bằng lá dừa. Và hơn hết, họ cũng phải lo mưu sinh trong những ngày mà thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nữa. Đây có phải là một cái nỗi lo lớn nhất của họ hay không, thưa tiến sĩ Trịnh Hòa Bình? Tôi nghĩ rằng là với nhóm cư dân yếu thế như này thì mưu sinh luôn luôn là mối lo lớn nhất của họ. Bởi vì trước tiên là phải tồn tại đã, thì mới nói câu chuyện là phát huy, phát triển văn hóa, cống hiến cho đời cái bản sắc, cho những cái màu sắc, những hương vị của cái văn hóa dân tộc. Cho nên cái mối lo đầu tiên vẫn là câu chuyện mưu sinh. Dạ vâng ạ. Hiện nay thì chúng ta thấy có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau. Một cái câu nói rất là quen thuộc khi mà chúng ta nói về những con người mà dành tình cảm cho nhau. Trong khi cả nước của chúng ta, giữa lúc cả nước đang phải gồng mình để chống dịch, thì đâu đó chúng ta vẫn thấy được cái tình yêu âm nhạc,
tình yêu nhân loại đùm bọc nương tựa vào nhau của chính những người lao động như là chú Long, chú Minh đây lại làm cho chúng ta có một cái động lực để cùng nhau vượt lên đại dịch, cùng nhau vượt qua cơn bão Covid-19 đang tàn phá khắp nơi. Vâng, và nhìn hình ảnh hai người đàn ông lớn tuổi, chúng ta phải nói rằng là kêu mang nhau đúng không ạ? Trong thời điểm mà Sài Gòn trở thành tâm dịch của cả nước đã khiến cho chúng ta nhớ tới những nghĩa cử cao đẹp, sáng lấp lánh trong những hoàn cảnh khó khăn. Họ cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn, luôn lạc quan và luôn yêu đời. Và họ đem tiếng hát, đem niềm vui đến cho những cư dân đô thị như là chúng ta, phải không anh Cường? Vâng, hy vọng là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, đầu tàu kinh tế của cả nước, sớm đạt được kết quả chống dịch tốt nhất từ chỉ thị 16 của chính phủ. Và Việt Nam cũng sẽ sớm chiến thắng đại dịch này để cho những người lao động họ được mưu sinh, để cuộc sống của chúng ta sớm quay trở lại, được bình yên. Và chúng ta sẽ lại được nghe những cái âm thanh quen thuộc từ các ban nhạc kẹo kéo sau một cái chuỗi ngày mà tôi thấy là vắng lặng, vắng bóng. Một trong những cái nét đẹp văn hóa đã tạo nên bản sắc đô thị trong cái đời sống xã hội hiện nay. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Trịnh Hòa Bình đã dành thời gian đến đây chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện đầy nhân văn trong cái bối cảnh dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp trên cả nước như thế này.